kia tiếp. Để sang con này con kia được. Té mượn vậy nè. Hello, xin chào tất cả các bạn yêu Tuấn, yêu Thú Cưng nha. Hôm nay chiều hôm nay tiếp tục thả cái đàn cúng ra cho nó vận động cả nhà. Nó vận động rồi xem có vô luôn. Buổi chiều trời mát nhé, nước nhiều quá, nước lên mà trời mưa nước đục quá. Thả cho nó ra vận động rồi. Hôm nay cũng ít, không bắt cặp cũng ít. Có con bông hai mặt, hai con đó. Sao không thấy con nào có dấu hiệu gì hết trơn? Chắc chưa nữa. Cái con hôm trước được 3 lần này. Nên cho vô mũ bầu rồi, không có thả nữa. Chỉ thả những con chưa có cặp thôi. Hôm nay trời mưa quá, nay mới bớt mưa, sừng mới vừa khô, ráo quá chứ chưa khô, nó còn ướt. Chưa cặp nào hết trơn. Con bông này hôm trước chắc nó qua nước rồi. Nên đêm qua đây, hôm nay còn không có cho giao lưu được. Có dấu hiệu gì đây nè? Có dấu hiệu gì đây mấy người nè? Còn mấy con ở trong không được ra la quá. Rồi vậy là nó chắc không có gì mà Hero này bự với Hero. Hôm trước nhỏ hơn con mè này cũng bằng. Đây là đằng kia chơi đi con.
ngày chủ nhật nên thả ra, có thời gian thả ra, việc thả ra về thời gian à, lại gần cái cửa cái nó tưởng nó vô, nó chạy lại chưa vô chơi chút xíu đi, còn cặp kia đè hoài không xong rồi, chưa đi chơi, làm gì dí tôi vô hả? À, nó tưởng nó đi vô. Tưởng nó đi vô nó gom lại ngay cửa. Con số đứa còn ham chơi mà vô gì. Buổi sáng thì có qua, buổi chiều qua nó tàn. Còn mấy cây nhỏ lên không nổi à, có mấy cây trên gốc dừa mấy gần sống nổi với nó. Ở dưới nó quần quá. Cúp nuôi nó khỏi khè. Buổi chiều hôm nay thả đàn cúng rồi, không có bắt được cặp nào thôi. Hôm nay chưa tới nữa nè, giờ cũng lâu giờ chắc cho chúng vô để cho chúng ăn thôi. Thì cảm ơn cả nhà đã xem clip nha, nhớ đăng ký kênh, like, chia sẻ và bình luận nếu thấy thích đàn cúng của mình nha. Mình có quay cho cả nhà, cập nhật cho cả nhà xem cái đàn cúng của mình rồi những con cúng con. Cả nhà có cần cúng con thì có liên hệ số điện thoại Zalo, Facebook trên màn hình á, mình sẽ cung cấp cho cả nhà những con cúng con. Vì mình ở đây vừa nuôi rồi vừa nhân giống cho những người xung quanh á, khách hàng á, rồi nên cúng rất là nhiều lúc cu đầu hay là lập xưởng. Thì cả nhà có liên hệ số điện thoại Facebook trên màn hình, Zalo, Facebook số điện thoại trên màn hình á, thì mình sẽ liên lạc để gửi cho cả nhà những con cúng con dễ thương. Gửi xe nghe nha, mình gửi xe. Điều thả cho chạy dẫn đi chơi à, khè. Rồi, hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo nha. Bye bye, see you again. Rồi, tập hợp lại vô nè. Rồi vô phải không? Vô ăn phải không? Rồi vô phải không? Giữ không? Hero vô trước nè. Phụ nữ. Trời ơi, chạy trời ơi, chen dữ hả? Rồi, chạy vô mầm vô luôn. Rồi, vô hết luôn. Hết rồi.
Có mấy cà phê bự vậy. Ăn xếp chốc chốc luôn. Đây cho cá rô. Cá rô à. Quá chừng luôn. Ham, nhìn cá rô thấy ham thật, ăn mạnh đùng đùng.